Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 23 tháng 7 năm 2022 của mình. Ngày hôm nay buổi chiều ngày hôm nay Lộc miền Nam trên kênh nó về được cái lộc, đó là cái cặp 5885 ở trên cái đại chạy Vinh. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình sẽ dự đoán miền Nam ngày 23 tháng 7 trên đài thành phố Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Mời anh chị em tham khảo thành phố mình dự đoán cái cặp là 79-97, còn Long An mình dự đoán cái cặp 13-31, ở Bình Phước mình dự đoán cái cặp 17-71, còn Hậu Giang mình dự đoán cái cặp 26-62. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai.